Nhận định hai kèo đấu chung kết miền NBA 2023-2024. Mùa giải NBA 2023-2024 đang dần đi đến hồi kết với vô số trận đấu mãn nhãn cũng như bất ngờ. Khi lần lượt những đội bóng mạnh như Super Team James Harden, Paul George, Kawhi Leonard của LA Clippers hay Phoenix Suns của bộ đôi Kevin Durant và Devin Booker bị loại ngay từ vòng 1 playoff. Nhà đương kim vô địch Denver Nuggets cũng bất ngờ phải dừng chân tại vòng 2 trước một Anthony Edwards quá đáng sợ và tập thể Minnesota Timberwolves đồng đều và gắn kết. Những cái tên từng thống trị một thời như Stephen Curry hay nhà vua LeBron James cũng phải ngậm ngùi về nhà xem nốt diễn biến còn lại của giải đấu. Tuy nhiên, ta hãy tạm gác lại điều đó sang một bên, bởi lẽ bốn cái tên xuất sắc nhất năm nay là Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers và Boston Celtics. Hôm nay, hãy cùng Bóng Rổ TV nhận định hai kèo đấu chung kết miền đầy căng thẳng này nhé. Chung kết miền Tây, Dallas Mavericks đối đầu với Minnesota Timberwolves. Trận chung kết thử hùng ở miền Tây đầy khắc nghiệt sẽ là trận đấu giữa bầy ngựa Dallas Mavericks và đàn sói Minnesota Timberwolves. Đầy dự sẽ là một series vô cùng căng thẳng và mãn nhãn khi hội tụ đủ mọi yếu tố như siêu sao, tính chuyên môn cũng như sự khác biệt trong lối chơi. Đầu tiên hãy nói về Dallas Mavericks. Năm nay là một mùa giải khá nhiều biến động của đội bóng áo xanh dương. Về mặt thành tích ở regular season, họ có 53 trận thắng và 29 trận thua, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng miền Tây. Với lối đánh bóng rổ hai người, khi hầu hết sức mạnh của Dallas Mavericks tập trung vào bộ đôi nguyên tử Luka Doncic và Kyrie Irving. Dù đúng là bộ đôi này rất xuất sắc, khi Luka Doncic đã đạt được danh hiệu MVP năm nay với thông số khủng khiếp 33,9 điểm, 9,2 lần bắt bóng bật bảng và 9,8 kiến tạo mỗi trận. Một thông số phải nói là quá đáng gờm. Kyrie Irving cũng khó đỡ không kém với bình quân 27 điểm, 6,3 kiến tạo mỗi trận. Tuy nhiên, bóng rổ là môn thể thao của đồng đội và rất khó để hai cá nhân lại đưa cả đội bóng đi xa được. Đặc biệt là NBA, nơi hội tụ những quái kiệt, điều đó lại càng khó xảy ra. Vậy mà thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Chỉ với hai vũ khí hạng nặng này, Dallas Mavericks đã đả bại Super Team của Los Angeles Clippers một cách vô cùng thuyết phục ngay ở vòng 1. Đến với vòng 2, gặp Oklahoma City Thunder, đội bóng được đánh giá là đồng đều và có khả năng vô địch cao nhất giải. Hoàng tử Doncic vẫn chẳng hề nao núng, mà đã một tay kết liễu Shai Gilgeous-Alexander cho biết ai mới là MVP. Đúng thật là bộ đôi Luka và Kyrie quá đáng sợ khi kể cả vào playoff, chàng hoàng tử châu Âu vẫn đang có trung bình 28 điểm và 8 kiến tạo mỗi trận. Người đồng đội thân thiết của anh là Kyrie Irving cũng bật mốt playoff với bình quân 26,8 điểm kèm hiệu suất field goal gần 50%. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu của Mavericks vẫn sẽ là lối đánh hai người đi kèm với quá nhiều rủi ro, nhất là vòng chung kết, tính chất sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều. Chỉ cần một trong hai chốc, Dallas Mavericks sẽ rơi vào thế vạn phần nguy kịch. Điểm yếu thứ hai của Dallas chính là hàng thủ, khi mà những cầu thủ trẻ của bầy ngựa xanh vẫn tỏ ra khá non nớt trong những thời khắc quan trọng, đặc biệt là ở dàn big man. Dallas Mavericks đang đứng áp chót của giải đấu về hiệu số phòng ngự và nếu không sớm cải thiện, e là họ sẽ rơi vào trạng thái công làm thủ phá. Còn về phía bên kia chiến tuyến, Minnesota Timberwolves đang là một trong những đội bóng thành công nhất mùa giải năm nay. Timberwolves đang có một mùa giải đầy ấn tượng, khẳng định vị thế là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch NBA. Sau 67 trận đấu, họ giành được 56 chiến thắng và xếp hạng 3 miền Tây, chỉ sau Denver Nuggets và Oklahoma City Thunder. Karl Anthony Towns, Anthony Edwards và Rudy Gobert là bộ ba tấn công và phòng ngự đáng gờm nhất giải đấu. Thao là một cỗ máy ghi điểm đa năng, Edwards bùng nổ với tốc độ và khả năng ném rổ, và Gobert là một bức tường phòng ngự dưới rổ. Trong số đó, đáng bất ngờ nhất có lẽ chính là Ant-Man, tài năng trẻ Gen Z sinh năm 2001 đang chứng tỏ rằng mình là Michael Jordan tiếp theo. Bình quân 25,9 điểm, 6 lần bắt bóng bật bảng mỗi trận và 6 kiến tạo, Ant-Man sở hữu thể chất phi thường với sức bật và sức mạnh có thể úp rổ, vỗ mặt bất kỳ trung phong to lớn nào. Sự bùng nổ của Edwards luôn là nỗi kinh hoàng của bất kỳ đối thủ nào dám cản chân bầy sói. Ngoài ra, Karl Anthony Towns và Rudy Gobert cũng thi đấu vô cùng ổn định với lần lượt là 21,8 điểm và 14 điểm mỗi trận. Không chỉ ba cầu thủ nêu trên, Timberwolves còn sở hữu dàn cầu thủ dự bị chất lượng như Nas Reid, Jaden McDaniel, Jordan McLaughlin
và Taurean Prince. Chính chiều sâu đội hình đã khiến cho thầy trò huấn luyện viên Quisvin trở thành một tập thể cực kỳ đáng sợ. Ngay tại vòng 1, Anthony Edwards và đồng đội đã quét chổi Phoenix Suns của Kevin Durant với tỷ số 4-0. Đặc biệt tại game 4, Jordan 2.0 đã ghi đến 40 điểm, khiến KD phải tâm phục khẩu phục ra về. Sang đến vòng 2, trước đối thủ là nhà đương kim vô địch Denver Nuggets, Wolf không hề nao núng và đã giành chiến thắng đầy căng thẳng và cảm xúc với tỷ số 4-3. Ngay cả đến Nikola Jokic cũng phải thốt lên rằng họ đúng là khắc tinh của chúng tôi. Chừng đó là đủ để cho ta thấy sức mạnh của bầy sói năm nay đáng gờm đến như thế nào. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là họ không có điểm yếu. Khả năng thi đấu dưới áp lực chính là một trong số đó. Timberwolves đôi khi tỏ ra thiếu bản lĩnh khi đối mặt với những đối thủ mạnh và kinh nghiệm. Ngoài ra, Thao đã bỏ lỡ một số trận đấu quan trọng vì chấn thương, ảnh hưởng đến sức mạnh của đội. Timberwolves cũng có xu hướng mắc nhiều lỗi, điều này có thể khiến họ phải trả giá đắt trong những trận đấu quan trọng. Có lẽ, chìa khóa trận đấu chính là hoặc thầy trò huấn luyện viên Quisvin khóa được cặp bài trùng Luka Kairi, hoặc là họ sẽ thất bại ra về. Với đội hình đồng đều và có chiều sâu, bóng rổ TV dự đoán Minnesota Timberwolves có thể giành được chiến thắng với tỷ số 4-3. Chung kết miền Đông, Boston Celtics và Indiana Pacers. Mùa giải năm nay của Boston Celtics đang diễn ra vô cùng ấn tượng với vị trí dẫn đầu miền Đông và một suất dự kiến vào chung kết miền. Họ kết thúc regular season với thành tích 57 chiến thắng và 25 thất bại đứng đầu miền Đông. Jason Tatum vẫn đang tiếp tục tỏa sáng với vai trò thủ lĩnh, ghi trung bình 28,2 điểm, 7,3 rebound và 4,4 kiến tạo mỗi trận. Anh dần trưởng thành, trở thành một thủ lĩnh xuất sắc dẫn dắt cả con tàu màu xanh lá cây đến với chiến thắng. Jaylen Brown cũng có màn trình diễn xuất sắc với 25,6 điểm, 6,7 rebound và 3,5 kiến tạo mỗi trận. Còn Marcus Smart, cầu thủ phòng ngự hay nhất mùa giải năm nay, đóng góp vai trò quan trọng trong việc điều phối lối chơi và phòng ngự, ghi trung bình 6,9 điểm, 7,2 kiến tạo và 3,5 steal mỗi trận. Có thể nói, Celtics đang có một đội hình đồng đều với nhiều cầu thủ có thể ghi điểm và phòng ngự tốt. Với chiều sâu đội hình như vậy, Celtics dễ dàng vượt qua Brooklyn Nets với tỷ số 4-0 ở vòng đầu tiên. Họ tiếp tục đánh bại Miami Heat với tỷ số 4-2 ở vòng bán kết miền, thể hiện sự áp đảo trước đối thủ của mình. Tuy nhiên, đội bóng cỏ ba lá vẫn có những điểm yếu khá nguy hiểm. Celtics có thể gặp khó khăn trước những đội bóng có nhiều cầu thủ ghi điểm tốt và khả năng tấn công đa dạng. Ngoài ra, họ thiếu kinh nghiệm thi đấu ở giai đoạn cuối mùa giải, đặc biệt là trong loạt chung kết. Và cuối cùng, họ đôi khi mắc những sai lầm cá nhân và mất tập trung trong những thời điểm quan trọng. Trong khi đó, ở mùa giải năm nay của Pacers, chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của đội bóng này. Từ vị trí ứng cử viên cho vé play-in trở thành một trong những cái tên mạnh nhất của miền Đông. Họ có một khởi đầu ấn tượng khi mở màn mùa giải với 7 chiến thắng sau 11 trận đấu. Pacers ngay lập tức gây ấn tượng với lối chơi tấn công hủy diệt, ghi trung bình 132,5 điểm một trận, cao thứ 2 toàn NBA. Nhờ chiến thuật hợp lý của huấn luyện viên Rick Caruso, Pacers dù không sở hữu nhiều ngôi sao nhưng vẫn có thể đánh bại nhiều đối thủ mạnh. Điểm sáng lớn nhất của Pacers chính là sự thăng hoa của Tyrese Haliburton. Cầu thủ trẻ này vươn lên trở thành đầu tàu tấn công của đội với khả năng kiến tạo và ghi điểm xuất sắc. Haliburton dẫn đầu Pacers với 20,2 điểm, 9,7 kiến tạo và 5,2 rebound một trận, đồng thời được bình chọn vào đội hình All-Star đầu tiên. Tại playoff, Pacers đối đầu với New York Knicks ở vòng bán kết miền Đông. Sau 7 trận đấu căng thẳng, Pacers đã giành chiến thắng 4-3 đầy kịch tính. Lọt vào chung kết miền Đông gặp Boston Celtics, ứng cử viên cho chức vô địch. Điểm yếu của Pacers là khả năng phòng ngự khi họ để đối thủ ghi điểm lên đến 119 điểm mỗi trận tại mùa giải năm nay, xếp thứ 27 toàn NBA về hiệu quả phòng ngự. Ngoài ra, Pacers chỉ xếp thứ 25 về tỷ lệ ném 3 điểm thành công với tỷ lệ là 34% của toàn đội. Trong loạt playoff, họ chỉ ném 31,8% từ vạch ném 3 điểm, khiến Pacers có thể dễ bị Celtics trừng phạt. Việc thiếu những tay ném 3 điểm uy tín khiến họ trở nên thi đấu một chiều và dễ đoán trong tấn công. Với kèo đấu này, Bóng rổ TV dự đoán rằng Celtics sẽ là đội giành chiến thắng với tỷ số 4-2 với đội hình đồng đều hơn và nhiều cá nhân xuất sắc hơn. Vừa rồi là một chút ý kiến chủ quan của Bóng rổ TV về hai trận chung kết miền năm nay. Còn các bạn thấy sao? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận nhé!